Chào cả nhà mình nha. Đây. Một đôi giày. Một đôi giày. Vừa đó. Hai đôi giày. Đôi này nè. Đôi này số 4 41. Này 40 hả? 40 hả? Ồ vậy anh một mang đôi này nè. Đấy 40 đâu giờ. Nó hơi rộng. Vậy 41 anh Giang vừa. Giang sao vừa? 40 rộng anh Giang. Giang Giang số nhiêu? 43 vừa. Dạ. Chứ em thì 39 tới 40. Tại hai đôi giày này của anh Thảo. Anh Thảo tặng Bến Tre. Vừa không? Không vừa. Đó rồi clip lên Châu Thành của Long An thì Phước Quốc. Rồi xuống Châu Thành là Bến Tre cũng là biết sau đây đó. Biết. Bữa nay là mất một con rồi. Thấy hôm thấy nữa ha anh Công. Hôm thấy cái đuôi không ha. Điều kia bữa điện cho anh á. Nó nằm đây luôn nè, nó nằm sát bên em này nè. Em đứng hoài em cũng không để ý nữa. Bắt đầu quay qua lại vậy nè, không thấy cái nhảy qua bả nào, nó tay phóng qua liền. Có nó gầm. Mấy gầm. Anh nói mấy gầm. Cho chú Thận bả nó. Này là anh Công, chủ nhân của đoạn nướng xong ngủ gì video mà. Hôm nay. Chào gì thấy yếu xìu vậy. Khi bắt rắn mà sáng ngày chào yếu xìu à. Bữa nay nhóm mình đi xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì anh Công ảnh hôm qua anh có điện, anh nói anh phát hiện rắn nhiều lần ở khu nhà ảnh, cho nên nhóm mình bữa nay lên giúp. Cũng mấy gầm luôn hả chú? Ở đây thì tướng cũng có một hai chuột, đẳng thì cũng có một cái. Còn lúc trước bắt được ở đâu? Hả? Lúc trước bắt được con ở đâu? Đây nè. Nó vô dến hả? Không có vô. Tại nó dở dến đây nè. Còn ở đây nè, tôi thấy nè. Thấy nắm đuôi. Trời, nắm đuôi bắt luôn. Cũng dữ. Thì hôm anh Công anh điện hôm qua chứ. Hôm kia lận chứ. Hôm qua biết nó gắn giật mình về hả, nó mẫu gì nha. Không biết nè, em thấy là nhảy xuống, phóng tới liền. Phóng tới là lũ vô đó. Thấy bằng đêm luôn hả? À, lúc mà điện anh á là thấy 7 giờ rưỡi á. Anh nói anh thấy một con rắn nó hai khoang. Mình tưởng nó anh nói hổ sáp ở nhà anh nó mới gầm. Đây có một cái hang hai chuột cũ nè. Hả? Hẹ nước. Hẹ nước. Cái đó bộ ăn được hả anh Một? Quên giới thiệu cả nhà mình nữa nè. Có anh Một thôi ngang nữa. Coi hàng này chưa tập? Có, hàng nó có dấu này từ thể anh Chim nha. Có dấu hả? Làm như nó nước này rẻ rồi nè. Thì cái thôi anh em ơi. Đó, trời ơi dấu. Quá đẹp luôn. Đây cũng này nhiều lắm á. Đây nữa nè. Mới hả? Cái lỗ vùi gì nè. Nó như là trên xuống lỗ. Lôi nó đi. Tên ông vàng á, ông đi thiệt á. Vừa bắt con một cái bẫy. Bây giờ hả? Ừ. Bắt một con cái bẫy cỡ chừng tuần lễ sau bắt con 3 kg nữa. Ủa cái
sông mình hướng nào ta? Sông lớn á. Sông lớn ra sông Tiền luôn. À, sông lớn sông Tiền này, hướng ngoài đó phải không? Đây. Ở đây mình cách sông bao xa? Cách sông cầu Bích Miếu hả? Dạ. Bích Miếu lên á. Đây ra sông ngoài chắc cũng cỡ 2 cây mấy vậy. Cực kỳ. Đầm lúa. Này có anh Thảo, chắc anh Thảo hình quá. Mát tay. Anh Thảo thổi cái anh Thảo. Ban ngày nó thấy sáng là cái đầu nó giấu vô hả? À? Chứ đâu có chạy. Bự quá hả? Bự quá hả? Ok, vườn này vườn gì? Vườn chôm chôm ha anh Thuận. Tiếc quá ha, đi không đúng dịp có trái. Này bỏ phế rồi nè. Cái này không bỏ phế nè. Đang làm gốc mà. Đang làm gốc hả? Đang ép làm gốc hả? Làm bánh rồi. Vụ quăng quăng luôn á. Cứ mình đào nó mấy tháng mấy không vậy? Dạ. Cái lẫy á hả? Cái đợt cái lẫy hả Tâm? Lẫy bông á. Có cái lụm này dài dài nhóc luôn. Anh bắt có rồi đó, chỉ lên chỗ vườn của Tấn Thành nữa bà. Vườn đó còn lắm. Có này lắm. Có này đây có nhiều lắm. Có phần qua đây. Ngon lắm phải không? Đấy, có con mỗi anh, mỗi khi anh xem một cục đất mà anh đưa cho mình đó, là có nghĩa là nó có dấu ngon lắm. Để cho mình quay lên cho cả nhà mình xem thôi, chứ mình thì không có biết gì đâu. Đây. Anh cũng quyền giao thành luôn hả? Quyền giao thành ở xã Hữu Định, ấp Hữu Đạo. Vậy là múc mù dưới á. Xã Hữu Định, ấp Hữu Đạo. Nghe cái chốt, nghe cái chốt mà phải đi xuống nữa hả? Cái này mấy ông đó là sao định là ấp Phủ Đạo. Phủ Thành mới đúng hả? Ừ, ấp Phủ Thành. Để cho cái nhánh cây nào bị chọt đây. Nó cái cây đây, cái đó mui đó. Bào này lâu lắm hả? Hả? Cái bờ này lâu lắm hả? Bồi lâu lắm hả? Này chứ mới bò mới gặp mấy chục bữa nay nè. Mà con mà em gặp nó cái bờ này nè. À lâu rồi. Sao nó động đậy trong cục đất trong đó vậy? Chỗ à. Chưa bây giờ anh ra. Được. Dạ. Ừ. Mối rồi không? Nó vào ít lắm á, lại thịt bỏ hoài. Ừ. Nó có gọi nó mối là có đất gì đó. Cây đó ra sạch sạch đó. Ở đó cháu mua tươi em là có cái gọi mối á. Mà năm nào cũng nhỏ một nhỏ ít. Trên vườn kia trên lộ quá
À, nghe tôi kể nha, nó nhắm bờ xuống nè. Cái gì cũng cũng nó luôn. Mấy gầm mà bự mà bắp chuối dưới trời mà vô cái miệng 3 kg có á. Với chà bè bắt 3 kg 4 kg. Nó một nữa. Ghê vậy. Ừ. Cái rừng á. Cà cà xe nghe nó thấy người ta ngừng xe lại. Chỗ nào có mã mò cũng thành cái linh nữa. Bên kia cách này thì cái chỗ đường vô mang ngọng chạy đỏ tứ. Hai chồng ông và vợ của người Sơn tiệm đi đám cưới con gắn nó gầm luôn, hai chồng dám chạy ngang qua. Thấy chưa? Thiệt luôn á. Mà điều còn năm nay còn mấy năm nữa. Chỗ thấy rồi. Thắng xe rồi không dám chạy. Rồi rồi. Ví dụ thấy cam thấy nó trong hang lọt hay cái nó hang tinh vừa trong hang luôn là cũng da con này luôn đúng không? Còn da này còn mình còn lớp da nào không? Còn lớp da nào? Trước đó 2 tháng nay là em không có lên thấy cam không? Trước đó có lên thấy cam. Đạo gì anh một? Không phải cái lỗ ở đây nè, ai đừng từ từ để anh coi. Vừa nói vừa dám không lãi con bà lớn của nó là bình thường vậy. Có gì mình xin tên 8 đó mà con sẵn lên gù luôn. Đạo gì đứng mấy bụi tre á. Bụi cây kìa. Bên đây cùng rồi hả? Đó đi. Bỏ một sơ rồi. Mở ở đây không có hang chắc rồi. Nó ngập quá rồi. Mà chắc không ngang được. Quay đúng có sơ cũng đầy. Sơ màu đen luôn chứ không? Sơ màu bầm hả? Sơ màu đen. Qua tắt cái đường thậu luôn hả? Đại lột quá, túi lột. Qua tắt cái cây như vậy đâu. Có người đổ mà thấy gì nó đổ ra đây thì nó đất rồi. Trong khá hả? Đây là con trên này được này làm đất là im lại đang làm quá làm phân chưa còn còn chút nước vương nước rồi không quá xả nước tôi quá rồi lúc cây nay là nước nặng một túi rồi sợ rồi nước nặng đâu có vô cống này đâu sợ rồi đấy cống còn ngoài còn hở mà hở hả mất. Dễ gì nó miết trong chứ dễ gì ló ha. Hàng ngon quá. Thấy quận Bình rồi mà chưa thấy nó hả? Thấy nè. Ở đây thấy hả? Dạ. Vừa phải ủng mặt cái gì vô nữa.
đi không cũng hởm tối đi ăn mới gần cái ngày có heo mà bắt buộc phải bắt con to gì không mỗi người lo anh cứ hởm heo này heo chuột hết đi hả bên cùng kia kìa. Chứ không bằng là có. Không. Có cái vườn đê rồi chạy dài ngoài á. Có nằm nó nằm cặp ngoài kia kìa chứ đây. Dạ. Có người vốn đây rồi đi. Dạ cặp cái lùm đi, nhấp nó nè, nhấp mấy sông nè. Cóc. Cây gì? Kiếm cây gì? Để nó đang cao cây luôn rồi. Lần như mới thấy nó đây nha. Dạ. Như mới thấy nó. Thấy mà im im là nghi rồi. Thấy em im im là nghi rồi. Có trong ba lô chứ. Mà không có đem ba lô. Thì đấy. Đi đây không đem ba lô cái đâu. Có đèn nè, lấy đèn này nè. Cái đèn không anh Giang? Lấy cái đèn rồi thấy cái thu xây quá. Giờ vào đây cái. Giờ vào hả? Đây xuống đây đi, xuống đẩy ra sao nè. Thôi con nít con tướng tờ. Nặng gì sống. Thôi đứng lên. Chơi đầu tròn lên. Hết thân không? Trời ơi. Ôi, ép cái gì? Trời ơi, con ơi, con nữa kìa. Con chưa hả trứng? Con. Con nở rồi. Giết nó luôn đi. Nó ôm con hả? Còn ấy lấy đũa gấp lên bỏ hũ rượu quất hết luôn. Vô quên lấy bọc quên lưới tầm. Trời ơi, lấy bọc lưới rồi, lấy bọc lưới rồi. Lượm rồi. Ca nó vô thấy rồi hay gì ơi. Thấy rồi. Thấy rồi. Ở đây mình thấy dạ dạ rồi. Đó, trời ơi, nó bự kìa. Bự rồi, bự quá bự. Đi rửa không? Không tới. Đem đèn ký á. Ký rồi. Nha. Không tới. Không tới nè. Anh cầm cái đèn anh đưa vô giùm em ơi. Có cặp không? Chưa phải. Trời ơi. Thấy cái đầu. Trời ơi, một ổ luôn vậy á. Ghê vậy. Đó, đó. Ôi. Một ổ luôn vậy á. Quấn một nuôi lắm. Đưa vô nè. Nó thấy không? Nằm phân tròn rồi. Ban ngày mà nó đâu có chạy tới chạy lui đâu. Đứng hàng quá. Ban ngày nó chậm lắm. Thấy thực tế thấy rung giò luôn. Bữa nay cái chuyến thực tế nè anh thôi. Chuyến thực tế thì không bị chậm trước. Tới ký quá. Thấy cái phanh nó mình thay. Mình thấy anh chịu.
Ăn chắc 6-7 lần như vậy. Đây, cà phê đấy nha. Coi. Ồ, có cà phê tới luôn rồi. Nhà tới chỗ luôn. Bội thu. Có đứng không? Qua, chắc nghĩ có quá. Thấy một ổ luôn mà. Quấn một nồi lên. Hai con. Rồi đóng luôn đi đâm, rồi đóng đâm. Cho anh thấy. Con còn rồi. Con nó ơi, bự. Bự à. Bự. Bự à. Nó bự gì mấy? Đuôi hay gì? Ký. Phải thấy con này không? Ừ. Ban đêm nó thụ lên đó. Ban đêm nó nhanh dữ lắm. Có đèn vô cho ảnh những cái. Bự ha. Rồi nó bự kìa. Từ từ thôi anh ơi. Xí ra, lùi, mình lùi ra. Cái đầu nó đưa ra kìa. Lùi lên ra luôn. Không chịu không nấu luôn á. Lùi ra chút. Hồng tên ký. Chính là Hồng tên. Tâm. Ồ. Đúng đó. Quá đã. Anh bắt con cái này không công? Ừ. Nó một chút. Ừ. Mày hả bưởi? Úi vậy Giang ca. Úi quá. Nó mày á, lúc nào cũng vậy. Còn nớm trời. Quắc. Đó, rửa xà bông không? Hôm mười lần á. Em nó đi. Còn không? Còn hả? Có hả? Còn đi nha, hang còn đi á. Đúng rồi. Xong rồi. Bự cỡ đó không anh Công? Hả? Ừ. Nó nằm dưới vỏ đó. Hả? Ở dưới vỏ mà. Nó nằm dưới vỏ đó. Còn tôi lui á. Sao để nghe đường đi. Hả? Rồi rồi vừa ấy vừa rồi rồi. Rồi. Cái lưới vô. Chắc 800-900 gram quá. Có giá không ta? Để lặn cặp nó hổng bắt con nè. Ghê không? Thứ đó độc vô địch. Dẫn lên bên vườn ông Thành hả câu. Thui qua thui. Thui. Thằng lẻ hả? Ừ. Còn hết đi. Phải em rửa cả chục nước xà bông luôn á. Nàng rắn mà không hết. Nàng rắn. Nàng rắn không à. Ghê quá. Nghĩ nó nhìn ghê quá. Cái lỗ rắn này nhìn thấy là quán nào có cột tới. Nhìn nó màu mè nhìn thấy sặc sỡ mà thấy. Tôi thấy nó rồi tôi bỏ tôi giờ. Nó đẹp mà nguy hiểm quá. Okay. Nước gì mà chảy ghê à. Cái điện thoại sát bên đó. Này nó còn nhiều ha. Ừ. Kim Sơn mà anh Kim Sơn bên Vĩnh Kim. Thì tức lúc nào mà anh lột da quá trời đó. Da mà tao đóng củi. Đào nguyên trứng rần trứng đó mà đựng con á. Chạy hết con. Tâm là bổn tiền luôn á. Không, nó đâu có nhận đâu chú. Chứ dưới cho nó chứ bán đâu mua. Cái lò đường ở dưới tường đa gần tường đa tên là mình cho ông chú về ông nướng. Anh Giang bảo tồn tiền nhiều hơn. Ủa cái băng của anh Trường Giang hay gì là đây nè, đây nè băng có anh Giang nè, anh Giang kêu ổng hỏi ổng mấy con, nói 10 con mà ổng ổng đưa có 9 con rưỡi mà ổng làm 10 con. Vô kênh săn bắt anh B là thấy mê lắm hả? Con em mời bác bắt cắt nó thấy nhiều tụi bị luôn hả? Không dám để trong nhà cũng đêm em bắt xong á cho luôn à. Đó, nhóc của em, ba cũng chưa thấy gắn luôn á. Sao nó thú dữ ta? Mình cũng bắt. Mình cũng bắt được mấy con chứ đâu có thú dữ vậy. Thôi một lát mình vô trong mình uống luôn. Còn hay lại góc mát nào đó đi. Xong nghe đi lại góc mát uống. Rồi cùng rồi đó. Thôi còn tiếp. Còn nữa cũng đi ngoài còn nữa, đi về rồi đi ngoài. Cái lùm cỏ quá. Ừ, cái lùm cỏ dữ lắm á. Lúc mình đọc mình đi qua bên còn bên bên Cù Lao mình bên dưới rừng với là mình đi tháng mấy mà có trứng đâu. Có mấy bụi tè đó là không biết mấy con nó còn ở. Nó tháng mấy vậy? Tháng là tháng 9 rồi. Đường đi vô dưới cống làm gói đi vô chút xíu. Đẻ gì? Cái vườn chuối đó mới phá đó. Tháng 2. Tháng 3 gì nè. Vườn đó mà đi ra mấy bụi teo kia. Đi cây lầy á hả? Không. Cái lại mình tháng mấy ta? Thành. Cũng hình như tính thời gian này nè. Đi này cũng cái năm đó rồi. Của ông máy mà. Tính Thành có trứng bên này nè. Bắt con mà đăng kia có trứng không? Phải. Đăng kia không có trứng không? Em biết luôn, bắt bó vô bao làm đi liền. Rồi làm gì nó? Cho ông chú ổng nướng gì xong ngủ gì đó. Xong diêm son. Hả, xong diêm son. Rồi xong.
thì ra đây lắp lại cùng một ha. Rồi cái ba đó kết quả được một con rồi, không đường ký 800g à, không có đem cân 800g. Con này rắn cực độc, độc lắm nha, nó mà giả một phát là hết cứu á. Khoan đen khoan vàng, con này chắc 800g mà gọi rắn độc, đi ăn ban đêm nó nhanh dữ lắm, ban ngày thì nó rút đầu. Cà phê. Con được cái biết không? Tự thưởng cho nhóm mình ly cà phê. Nhẹ. Không đâu có mang đâu. Con này đâu có mang. Lên không đúng dịp có chơi chôm chôm ha. Có cái dịp có chôm chôm leo hay chôm chôm. Tháng 6 rồi. Ôi quan lá cà rồi hai lá 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 đi có lá đó cùng cái ngón nghề cùng cái hai cũng nghề hai ngón nữa ha. Cứ dầm dầm nghề hai ngón đâu có đâu con hai hả con hai ngón con này luôn thì nghề hai ngón nghề thiện xạ đó chỉ vô hết chỉ hết rồi thiện xạ rờ dính bảy lạng à. Con này giữ lớp 7 là rồi. Không, hơn nữa. Nó đẻ gì ốm ta? Nhìn nó hình nó bự mà. Chỗ này anh Giang mới bắt được một con. Chừng 700g ạ. Rồi tiếp tục về nhóm mình sẽ quần rộng ra thêm. Chỗ này là cái vườn nhà của anh Công. Từ rối à? Từ rối à? Ê chính nha. Rồi đây. Rồi xong luôn. Chín dập đó. Nó đã chưa. Bữa nay nhóm mình lên khu đất của nhà anh Công, giúp đỡ anh Công bắt được con máy gầm. Thành quả của tụi mình đây, một con máy gầm, nó nằm khoảng 700g với một số trái vú sữa. Anh đang hái cho nhóm tụi mình kìa. Mai mốt có thấy lạng vạng nữa điện tụi em nữa thì em chạy lên đây đó cũng gần mà. Tạm biệt cả nhà mình luôn nha. Rồi bác hai thấy chưa? Nhóc luôn á, tiếng nhóc luôn. Nó tên cây. Bây giờ cái này mà cái nó màu vàng sọc đen hay màu đen sọc vàng? Hả? Màu vàng sọc đen hay màu đen sọc vàng? Màu đen sọc vàng, để đen rước, vàng sau. Cái đầu nó ghê quá, cũng thần thái ghê ha.